thì rằng là gì, cái đủ này mà theo ý nghĩa của Phật tức là bỏ tất cả cái dục vọng thế gian, không còn tham sân si. Như ngoài đời cái đủ này là gì, ta biết đủ, ta sống hiện thực trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, chúng ta có được đến đây, ta vui lòng với cuộc sống đó của chúng ta đó. Không bon chen, không tranh chấp, không xô đẩy trong cái cuộc sống đời thường này, có phải không ạ? Mà chúng ta là gì, tinh tấn nỗ lực hành trình trong sự nghiệp của chúng ta, và đồng thời là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tự thắp cái đuốc sáng trí tuệ của mình, có phải không ạ? Ta thắp được đuốc sáng trí tuệ là gì? Như bây giờ nhà chùa vừa nói là bỏ được cái sân, cái si, tôi không nói cái tham được. Đấy, cái tham phải dành cho đầy đủ những người đã được hoàn mỹ. À, nhưng đây chỉ nói về cái sân si thôi. Cũng như là các Phật tử chúng ta ấy, thường nói một câu như thế nào? Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Thứ nhất là tu tại gia, như vừa giờ nhà chùa đọc. Tại gia là một bổn phận, một Phật tử tại gia là gì? Phải biết hiếu dưỡng với cha mẹ. Nhà trong Mục Liên mà chúng ta lo theo hạnh nguyện Mục Liên là gì ạ? Hiếu thờ cha mẹ ấy lòng kính ta. Hiếu thờ thì phải làm một cái gì? Trong Vu Lan Vô Hiếu Đề, các quý vị xem là có Phật tử nhất tâm ở cúng dường cha mẹ, hàng ngày gánh cha mẹ trên vai, và gì, tất cả làm mọi những ý nguyện cha mẹ đều bằng nét mặt vui vẻ. Mà Đức Phật bảo sao ạ? Chưa đủ công đức báo hiếu cho cha mẹ. Ngay như vừa giờ nhà chùa vừa đọc để tất cả đạo tràng chúng ta nghe câu ấy rồi. Công cha như núi Thái Sơn mà thầy giáo cô giáo đều nhắc rồi, có phải không ạ?